Hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Thông Hoàng. Trước hết thì tôi xin giới thiệu về bản thân mình. Thật sự là mình không phải là người Việt Nam, mình là người nước ngoài. Mình là người Lào. Thì hôm nay thì mình muốn giới thiệu một chút bản thân mình về bằng tiếng Việt và nó như thế nào, có giống như người Việt không? Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu bản thân mình. Mình tên là Thong Văn, thì các bạn có thể gọi mình là Văn cũng được, thì nó ngắn và nó dễ hơn để cho các bạn gọi. Bây giờ mình 21 tuổi rồi, 21 tuổi rồi, mình đang học tập tại Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi mình đến đây thì mình cũng học năm nhất ở bên Lào rồi. Năm nhất ở bên Lào mình học được nửa năm thì mình được học bổng sang đây. Và trước khi mình sang Việt Nam thì mình cũng đã chuẩn bị học tiếng Việt khoảng 3 tháng, nhưng mà lúc đó còn phân tâm mà không biết như thế nào, không biết tiếng Việt, không biết nhiều, không biết còn không biết giao tiếp, và mình cảm thấy mình chỉ học từ vựng thôi, mình chỉ học từ vựng, mình cũng còn không biết nhiều. Và mình có một điều rất là thú vị, thì đầu tiên thì mình chỉ có thể nói được đẹp lắm và xin chào. Xin chào là từ đầu tiên thì mình đã học và mình xin chào. Và mình nhớ rằng mình còn nhớ trong buổi đầu tiên mình đi học tiếng Việt bằng cô giáo Lào. Và cô giáo Lào cũng được học tiếng Việt bên Việt này, cũng được rèn luyện ở bên Việt sang Lào để dạy cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam để học tập. Trước khi định sang Việt Nam phải học 3 tháng. 3 tháng xong rồi thì sang Việt Nam còn học 1 năm nữa. Thì buổi đầu tiên mình học ở bên Lào, học bên Việt thì mình cảm thấy rất là khó, khó cực. Không phải là rất là khó, khó cực luôn. Mình không biết là nói như thế nào. Và mình phát âm nhé, nó rất là khó. Và cũng là nói thật thì chia sẻ thật, nó cũng là buồn cười. Bởi vì là có một số từ trong tiếng Lào nó phát âm như tiếng Việt vậy, tiếng Việt phát âm như tiếng Lào, nhưng mà sang sang nghĩa của tiếng Lào thì nó khác nhau. Thì mình còn nhớ là buổi đầu tiên thì có một anh trai thì nói được từ đẹp lắm, đẹp lắm, thì mình cảm thấy là ồ, vì sao anh giỏi thế nhỉ, anh biết từ đẹp lắm, đẹp lắm, thì mình giỏi thế nhỉ, mình cũng như thế. Nhưng mà đi học lâu thì mình cũng đã nghe nhạc ở Việt Nam, xem phim, mình cũng học nhiều, mình cũng học từ vựng Pháp. Nhưng mà khi mình sang học sang 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 đến Việt Nam thì mình khi các bạn sinh viên Việt Nam nói chuyện thì mình cũng không không biết lắm, mình cũng chưa biết là nó có ý nghĩa là gì. Và khi mình đang trong trường ấy, là trường có một lua cơ, có một cái lua nó trên nhà trường nói to, có người nói to thì mình nghe thì mình cũng không không hiểu luôn. Học được nửa năm rồi mình cũng không hiểu, thì mình khi sắp hết chương trình, sắp hết học tiếng Việt thì mình cũng cảm thấy nó nghe thì nó hiểu một chút. Thì mình học được 1 năm thì mình có thể mình cũng giao tiếp được bằng tiếng Việt với người Việt, nhưng mà không không lưu luyến, mình chỉ giao tiếp được cơ bản thôi. Thì sang mình học hết tiếng Việt rồi thì mình cũng đã về Lào khoảng 2 tháng nữa, là mình cũng đã tiếp tục sang Việt Nam để học tập, bắt đầu nghề học ngành. Đây là cũng là một vị lý do thì mình có mặt tại đây, có mặt học ở Việt Nam, thì mình cũng đã qua rất nhiều vấn đề khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất hay là về tiếng Việt. Nhưng mà đối với mình thì điều khó nhất là tiếng Việt, thì mình không chưa biết tiếng Việt nhiều thì nó cũng là một số rất là cũng là một điều rất là khó nhất cho mình. Đây cũng là một số thì mình chia sẻ với các bạn, và mình giới thiệu về bản thân mình cho các bạn. Mình đây là Thông Văn, thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.